Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 4 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 70. Hôm nay những đức cũng tiếp tục kể những câu chuyện niệm Phật vãng sanh cho quý vị nghe. Khi chúng ta nghe những câu chuyện này tăng thêm tín tâm tín nguyện đi Phật cầu sanh cực lạc của chúng ta. Câu chuyện của Hòa Thượng Hải Hiền, dù biết rằng những đức kể rất nhiều lần, nhưng những câu chuyện này chúng ta có nghe hoài thì đối với người tu tịnh độ của chúng ta càng gây dựng thêm tín tâm tín nguyện cầu sanh cực lạc. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng tán thán Hòa Thượng Hải Hiền. Trước đó cũng chưa thấy có người này, sau này cũng sẽ khó gặp. Sự tán thán hết lời của Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không dành cho Đại lão Hòa Thượng Hải Hiền. Ngài niệm Phật 92 năm. Quý vị nghe đến câu này, quý vị xem lại mình. Người ta niệm Phật 92 năm, mình niệm Phật 2-3 năm là thấy vô vị. Ngài niệm câu Phật hiệu 92 năm, được thầy dạy một câu Phật hiệu, ngài đã tin và niệm 92 năm. Sự lợi ích lớn vô cùng. Khi cuối đời giảng sanh thì hiện vô cùng khiêm nhường, đi chào mọi người, đi thăm mọi người. Đến tối lại giảng sanh. Ngày đó còn giác cuốc đi vô đồng làm việc, nên ngài có mệnh danh là Nông Tịnh Song Tu. Ngài nói câu rằng niệm Phật không chở ngài làm việc, làm việc không chở ngài niệm Phật. Xác thực Hòa Thượng Hải Hiền đã làm được cái việc niệm Phật không chở ngài làm việc, làm việc không chở ngài niệm Phật. Người có thể làm được điều đó là người nào? Tín nguyện kiên cố và cảm giác được câu Phật hiệu thù thắng sẽ làm được điều đó. Trong thời cuộc, Đại lão Hòa Thượng Hải Hiền tu hành gặp rất nhiều chướng nạn. Kể những công đoạn đến nỗi chùa chiền tăng chúng bị đuổi ra khỏi chùa, bắt đi hoàng tục. Thời cuộc đó khó khăn vô cùng. Ngài bị đưa vào đội sản xuất làm việc. Có người hỏi, như vậy thì có ăn chay được không? Ngài nói, sống trong quần chúng sao ăn chay được đây? Gấp rau cạnh thịt mà ăn. Có người hỏi, ngài có niệm Phật được hay không? Ngài nói rằng, không thể nào người ta cho mình niệm Phật công khai được, nhưng tâm niệm Phật thì không ai cản. Không cho lễ Phật bằng ngài thì lễ bằng điếm. Người ta bắt ngài đi giăng châu, đi giữ dịch, đi cắt cỏ, đi làm việc chân tay. Ngài thả châu cho ăn cỏ, ngài ngồi trên băng đá niệm Phật. Thả dịch cho ăn, ngài ngồi niệm Phật. Ngồi trên lưng châu niệm Phật, cắt cỏ cũng niệm Phật. Bao nhiêu sự chướng nạn ngài đều niệm Phật được, duy trì được 92 năm niệm một câu Phật hiệu.
Thầy giải niệm một câu Phật hiệu, ngài đã tính niệm 92 năm. Một câu Phật hiệu chân thật niệm, niệm 92 năm. Quá đặc biệt. Tấm gương niệm Phật này quá tuyệt vời. Và thường ấy hiền, một câu Phật hiệu chân thật niệm, khi ra đi vô cùng tự tại, không kêu réo ai cả. Người kể đêm đó ngài niệm Phật rất lớn tiếng, đồ đạc của ngài xếp đàng hoàng rõ ràng hết. Sáng mở cửa ra thì thấy ngài đã giảng sanh rồi, nhập tháp. Mấy năm sau mở tháp ra, thân tướng của ngài kết thành toàn thân xá lợi. Một câu Phật hiệu mà thù thắng như vậy, không thể nghĩ bàn, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Nên mỗi một người chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ, có thể gầy dựng tín nguyện niệm Phật được như ngài hay không? Chúng ta không gầy dựng tín nguyện niệm Phật như ngài thì uổng quá, quá uổng. Chúng ta niệm Phật vài ba năm thì cho niệm Phật là vô vị, không muốn niệm Phật nữa. Ngày niệm có Phật hiệu 92 năm, càng niệm càng thích, càng niệm càng vui, càng niệm càng an lạc. Vì sao quý vị niệm Phật lại vô vị? Ấn Tổ ngài nói rằng, vì sao chúng sanh niệm Phật vô vị? Bệnh chung là niệm Phật cầu cảm ứng, niệm Phật cầu nhiều thứ quá, nên không được thì thấy chán, vô vị quá, không có vị niệm. Nhưng đức niệm Phật mười mấy năm, càng niệm càng vui, càng niệm càng thích, không cầu cảm ứng gì cả, chỉ cầu làm được việc lợi ích cho chúng sanh, chỉ là được rồi. Đại lão hòa thượng niệm Phật 92 năm, sự lợi ích lớn vô cùng. Đại lão hòa thượng Tịnh Không tán thán hết lời, ngài nói rằng bái ngài làm thầy, khuyên Tịnh Tông học hỏi và người tu tịnh độ nên học theo hòa thượng Hải Hiền. Đây là một tấm gương đặc biệt tuyệt vời, tấm gương mà chúng ta cần phải để ý và học theo. Sư đệ hòa thượng Hải Hiền, pháp sư Hải Khánh cũng là niệm Phật để là toàn thân xá lợi. Như vậy thì hành động niệm Phật của các ngài như thế nào mà thù thắng như vậy? Pháp sư Hải Khánh cũng không biết chữ, hòa thượng Hải Hiền cũng không biết chữ, đều là những người lão thật niệm Phật. Lão là già dặn, siêng năng niệm Phật, già dặn niệm Phật, tín nguyện niệm Phật, kiên cố tâm niệm Phật. Các ngài đã làm được điều này. Pháp sư Hải Khánh không biết chữ. Đọc trong sách thì nêu lên rằng pháp sư Hải Khánh vừa không biết chữ mà vừa nói chuyện cả lắm. Trong sách thì để là nói mắp, còn mình ở Việt Nam nói cả lắm. Cái gì. Nhưng trong sách viết rằng pháp sư Hải Khánh khi niệm Phật thì không cả lắm, khi nói chuyện bình thường thì có cả lắm, nhưng khi niệm Phật thì rất là trôi dài. Niệm Phật rất trôi dài. Pháp sư Hải Khánh rất hiền, rất nhiệt tình, rất siêng năng. Người niệm Phật giảng sanh, người lão thật niệm Phật đều có căn tính này. Ít bao giờ quý vị thấy người niệm Phật giảng sanh lại là làm biến. Nhưng tính nguyện niệm Phật vẫn là giảng sanh, không nói về làm biến hay siêng năng gì. Nhưng đã là người tính nguyện niệm Phật thì chắc chắn quý vị là người siêng năng. Vì sao? Vì họ nghĩ rằng cuộc đời của họ đi đến cuộc đời này mấy mươi năm ngắn ngủi. Nếu họ không nỗ lực siêng năng niệm Phật thì họ để lún qua cuộc đời uổng quá. Đa phần người tín nguyện niệm Phật đều mong kết duyên với chúng sanh, đều mong kết duyên với chúng sanh, nên họ rất là siêng năng niệm Phật, tinh tấn niệm Phật, và họ muốn làm nhiều việc kết duyên chúng sanh lắm. Vì chỉ có kết duyên với chúng sanh thì thường nguyện trở lại họ mới độ sanh được. Cũng vì cái tâm của họ như vậy nên họ thích kết duyên chúng sanh lắm, dù là một câu Phật hiệu. Nên những đức nói Phật tử, cái việc mà cài
niệm Phật trong điện thoại thôi. Quý vị cũng bị người này nói này, người kia nói nọ. Nhưng đã là muốn kết duyên chúng sanh, mặc kệ những người nói đó, một ngày nào họ sẽ giác ngộ. Quý vị biết quý vị niệm Phật họ chửi quý vị, quý vị giúp người họ chửi quý vị, quý vị khuyên người niệm Phật họ chửi quý vị, họ nói vì xạo, nói vì này kia tùm lum. Đến một ngày nào khi hội tụ nhân duyên, bản thân họ sẽ gặp tai nạn bất chợt mà họ phải bình tĩnh suy nghĩ lại những hành động họ đã làm, những việc họ đã nói. Lúc đó họ quay đầu vẫn không muộn, cứ cho họ chửi đi. Giống như câu chuyện người vợ này muốn dạy chồng niệm Phật. Mỗi lần người chồng đi làm về khuya, người vợ nói chồng phải niệm Phật 10 câu, vợ mới mở cửa. Niệm Phật 10 câu và lấy cái như cái miếng sắt mà cái cửa đập vô cửa keng 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 keng. Rồi phải niệm Phật 10 câu vợ mới mở cửa. Biết đó là chồng. Người chồng cứ về là làm như vậy. Thì bất đắc kỳ tử, ông chết bất tử. Linh hồn ông đọa thẳng xuống địa ngục. Đọa thẳng địa ngục thì bị hành hạ. Thì bất giác ông lại nghe được cái tiếng sắt đâm đập vào nhau. Keng 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 keng, nhớ là vợ mình đều kêu mình đi làm về khuya đều là lấy miếng sắt gõ vào cửa sắt, keng 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 keng, và niệm Phật 10 câu. Lúc đó ông nghe tiếng keng keng đó, ông nhớ là niệm Phật. Ông niệm Phật chưa có cầu sanh cực lạc gì, không cầu sanh cực lạc gì, thọ mạng còn, ông hồi dương sống lại kể cho người vợ nghe. Chị thấy câu Phật hiệu thù thắng chưa? Nên quý vị cài niệm Phật á trong điện thoại mà người ta gọi, dù người ta nói vị này kia, nhưng một ngày nào quý vị sẽ thấy cái lợi ích của họ. Cái chủng tử gieo đó không tưởng tượng được, lợi ích bất khả tư nghị. Pháp sư Hải Khánh cũng là bậc lão thật niệm Phật, ở trong chùa những việc gì cực khổ ngài đều làm hết. Tất cả những việc cực khổ Pháp sư Hải Khánh đều làm hết. Làm hết. Khi trở về ăn cơm thì người có chừa đồ ăn hay không chừa đồ ăn, ngài không nặng nề đến, không có sự hờn trách oán thù. Lão thật niệm Phật, đúng như lời Ấn Tổ dạy, tin sâu nhân quả. Có lần ngài đi ránh nước, chó chạy ra cắn ngài, chân cẳng máu me không, người tức muốn đập con chó, ngài nói không, đừng quýnh nó. Tôi nhiều đời nhiều kiếp tôi cũng từng cắn nó, bây giờ nó cắn là tôi quệ. Phải đúng lời Ấn Tổ dạy, tin sâu nhân quả không? Rõ ràng. Có lần ngài đi làm, đi ngoài đường, có người chạy xe đạp đụng ngài văng vô bờ lề, không xin lỗi mà còn chửi ngài. Ngài đều nhẫn nhịn được, niệm Phật A Di Đà Phật, ngài niệm Phật. Người xung quanh thấy tức quá muốn ra mặt cho ngài, ngài nói thôi khỏi, nghiệp chướng tôi nặng nề, không trả thì đi trả tam đồ ác đạo sao? Ngài tha thứ hết, niệm A Di Đà Phật. Kể câu chuyện, có lần có một con bê con nước trôi như thế nào, nó lọt dính vào cái giếng sâu, con bê sắp chết. Bao nhiêu con người muốn cứu con bê nhưng không ai có cách nào. Ngài kêu buộc dây vô người ngài, đưa ngài xuống, xuống dưới đó cứu con bê đem lên. Cục đá bên trên gớt trúng vào đầu chảy máu. Ngài đều nhiệt tình cứu một con bê, không có sự oán thán gì cả. Hành động của Pháp sư Hải Khánh viết lại vài tờ giấy thôi, nhưng là một tấm gương tuyệt vời cho người tu tịnh độ của chúng ta. Y gan lời quán tổ dạy, tin sâu nhân quả, tín nguyện trì danh, cầu sanh cực lạc. Rất đúng, rất tuyệt vời. Khi những đứa coi qua những công đoạn này, thật sự trong lòng ngưỡng mộ và có thể làm được. Quý vị coi một cái pháp tu mà người ta hành trì được, và người ta dạy mình được, và mình áp dụng được, xác thực trong cuộc sống luôn,
Đúng, đây là Phật pháp tuyệt vời. Vì sao? Vì xác thực trong cuộc sống. Cuối cuộc đời của Pháp Sư hãy khánh niệm Phật giảng sanh. Giảng sanh nhập tháp cũng lưu lại toàn thân xá lợi. Một sự kỳ tích đặc biệt tuyệt vời của một vị tăng đơn giản bình dị, không biết chữ, không có sức ảnh hưởng nổi tiếng gì hiện đời, làm chuyện cực kỳ đơn giản. Nói rằng lúc Pháp Sư Hải Khánh còn sống, nhiều người khinh thường, nhưng khi ngày chết lại để là toàn thân xá lợi. Có người cúng dường giác vàng trên thân xá lợi của ngài, thơ trên bàn thờ, người mỗi ngày đến lễ lại cầu nguyện. Còn sống thì ít ai nhìn ngó đến, khinh thường chửi mắng. Chết rồi người vô cùng cung kính. Đây gọi là đại công đức. Nên lão thật niệm Phật điều tuyệt vời. Nhớ câu tin sâu nhân quả, tín nguyện trì danh, cầu sanh cực lạc. Pháp tu xác thực trong cuộc sống. Nếu như quý vị gặp tịnh độ mà tín nguyện niệm Phật, siêng năng niệm Phật, thuận nghịch gì cũng niệm Phật, vui buồn gì cũng niệm Phật, thì đúng quá tuyệt vời. Chỉ có một cái nguyện là nguyện sanh cực lạc. Nhớ nghe quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về thịnh độ. Thank you.